Xin chào các bạn đang xem kênh HCMC Tennis Media. Chúng tôi trở lại buổi trực tiếp trên kênh HCMC Tennis Media và với trận đấu đầu tiên giữa tay vợt Việt Nam Nguyễn Văn Phương và tay vợt người Latvia Rudolf. Cả hai tay vợt đang làm thủ tục khởi động giao bóng. Đây là trận đấu vòng 1 phần 16. Cả hai tay vợt đều đã có trận thắng ở vòng 1-3-2. Thời tiết hiện nay rất là mát mẻ. Hy vọng là sẽ không mưa. Tay vợt đang ở gần màn hình của các bạn, mặc áo xanh, quần xám, giày đỏ là tay vợt Việt Nam Nguyễn Văn Phương, hạng 202 trẻ thế giới. Tay vợt ở xa màn ảnh của các bạn, mặc áo màu xanh, quần đen, giày xanh là tay vợt Rudolf, người Latvia, hạng 886 trẻ thế giới. Như vậy qua thứ hạng các bạn đã có thể dự đoán kết quả của trận đấu này như thế nào. Tuy nhiên điều đó chúng tôi chỉ là dự đoán, vì vào trận đấu còn tùy thuộc vào sức khỏe và phong độ, vào tinh thần của các vận động viên, các tay vợt thi đấu như thế nào. Tại vì rất là nhiều trường hợp xảy ra là tay vợt có thứ hạng cao vẫn có thể thắng các tay vợt có thứ hạng thấp. Tài trợ cho giải đấu này xin nhắc lại với các bạn là tập đoàn Hải Đăng. Đây là tập đoàn được thành lập vào năm 2008, trụ sở đặt tại tỉnh Tây Ninh, với doanh thu một năm là 1.200 tỷ đồng, chuyên về xây dựng thiết kế công trình. Và trận đấu đã chuẩn bị bắt đầu với quyền giao bóng thuộc về tay vợt Rudolf của Latvia. Nguyễn Văn Phương đã đánh rớt lưới 15 giao.
ao 30 dao. Rõ ràng các bạn đều thấy là tay vạt hàng 886 vẫn có những cú đánh rất tốt. Ao 40 ngoài, lại một cú đánh dư của Nguyễn Văn Phương. Quá tốt, quy vào bóng rất tốt. Ao 40-15. Ao 40-30. Theo tôi thì tay vợt lớp da này có thể hình không tốt so với các cầu thủ châu Âu. Thể hình của anh không vượt trội hơn như Nguyễn Văn Phương. Ao và một game thắng cho Rudolf. Đúng như anh Tâm giám sát trận đấu này đã nhận định, các tay vợt hạng cao, hạng 886 này thì chênh lệch nhau vẫn chưa phải là vượt trội, còn tùy thuộc vào tinh thần, vào sự quyết tâm thì cái tay vợt hạng thấp vẫn có thể thắng các tay vợt hạng cao. Nguyễn Văn Phương giành giữ quyền giao bóng. Tốt, pha giao bóng và lên lưới ăn điểm của Nguyễn Văn Phương. 15 giao. Ao
xin thông tin đến bạn Lương Quốc Thái và bạn Binh Nguyên một lần nữa là ở các giải trẻ thuộc hệ thống liên đoàn quần vợt quốc tế ITF thì các giải trẻ không có đội ngũ trọng tài, không có trọng tài, không có nhặt bóng, không có bảng điểm mà các vận động viên phải tự nhặt bóng, tự quyết định những cái điểm số, những cú đánh của mình và tự lập bảng điểm. Điều đó ITF muốn cho các vận động viên thể hiện tính tự lập và sự trung thực. Một cú ăn điểm của Nguyễn Văn Phương. Và vào đến vòng từ vòng bán kết đến trận chung kết thì mới xuất hiện trọng tài trên sân và các em nhặt bóng và bảng điểm điện tử. Quá hẹp. Một nỗ lực rất lớn của Rudolph. Tỷ số hiện giờ là 40-30. Một bóng. Tỷ số set thứ nhất là 1-1. Chúng tôi đã thấy những hạt mưa đã bắt đầu rớt trên sân. Hy vọng chỉ là một đám mây nhỏ thoáng qua. Rồi đáp có cú lực tay và bóng cũng rất mạnh. Rất tiếc bóng đã ra ngoài. 15 ngoài. Một bóng. Và các bạn cũng thấy là trái bóng khi thi đấu nằm trên sân thì trận đấu vẫn tiếp tục. Rất khác xa cái giải chuyên nghiệp. Bất cứ một chiếc lá, một cọng lông chim nằm trên sân thì các vận động viên chuyên nghiệp cũng ngừng lại để nhặt. Trong khi ở giải trẻ này thì có thể bóng một hai trái bóng nằm trên sân vẫn tiếp tục thi đấu. Cú giao bóng tốt của Rudolph. Bạn Dũng Hoàng Trần đã giúp chúng tôi giải đáp thắc mắc của các bạn ở phía trên. Xin cảm ơn bạn Dũng Hoàng Trần.
Ủa dạ bóng tốt rồi đắp. Thì số đang là 30-15 cho rồi đắp. Đội lớp di chuyển rất tốt khi mà Nguyễn Văn Phương đánh bóng ra hai biên, nhưng đội lớp vẫn di chuyển rất đều. Tuy nhiên là cú đánh như rồi của Nguyễn Văn Phương quá tốt. Nguyễn Văn Phương vừa có 2 tháng tập huấn và thi đấu ở châu Âu trở về cách đây ít ngày. Trong 2 tháng đó anh thi đấu và tập huấn ở Đức, Thụy Điển và Hà Lan. Và ở giải Hà Lan nhóm 2, anh và partner của anh là tay vợt Rumani đã giành ngôi vô địch. Và 10 điều một pha. Thêm một lần nữa các bạn thấy một cái luật mới lạ của ITF, đó là khi giao bóng chạm lưới nhưng vào sân thì vẫn được tính điểm, và ô giao bóng thì vẫn được tính điểm. 40-30. Như vậy là Rudolph đã giành trận thắng 2-1 cho Rudolph. Game thứ tư của set thứ nhất tiếp tục bắt đầu. Quyền nhà bóng thuộc về Nguyễn Văn Phương. Liệu Rudolph có giữ được cái phong độ như vừa qua hay không? Giờ bóng tốt và dâng lên lưới, bắt bóng trái tay cũng rất chính xác của Nguyễn Văn Phương, xứng đáng là tay vợt hạng 202 giải trẻ thế giới. Lỗi giao bóng đầu tiên, lỗi giao bóng thứ nhất. Nào, 30 giao.
ao 40 dao. Rồi dao bóng thứ nhất. Ao 45. Rồi dòng bóng thứ hai 4-30. Ao 2 đều. Dạ bóng tốt, 15 dao cho rô đất. Rồi dao bóng 1. Rồi đánh bóng rất tốt của Nguyễn Văn Phương. Mười lăm đều. Lỗi dao bóng 1. Ao 15-30. Đó, hai tay vợt đã có những cú đánh ở dưới phòng rất căng.
30 điều. Đổi ra bóng 1. Hai vụ bỏ nhỏ rất khéo léo Nguyễn Văn Phương, 40 điều. Quá hay. Ao. Để giao cho rùi đất. Quá hay, cú đánh trái tay dọc dây của Rudolph giúp anh vượt lên với tỷ số 3-2 trong set 1. Kính thưa các bạn, sau trận đấu đơn nam này, chúng tôi sẽ tiếp tục tường thuật trực tiếp trận đơn nam thứ hai giữa tay vợt Timothy Phùng và tay vợt hạt giống số 1 người Malaysia Chin. Đây thực sự là một khó khăn cho tay vợt Việt Kiều Timothy Phùng của đại diện cho Việt Nam. Anh là trực thuộc đơn vị Hải Đăng Tây Ninh. Tay vợt trẻ có chiều cao tốt 1m8, mới gần 15 tuổi. Hiện giờ anh mới 14 tuổi vài tháng. Thank you.
ao 15 giao cho Nguyễn Văn Phương. Lỗi giao bóng thứ nhất. Ao. Ba mươi giao cho Nguyễn Văn Phương. Mười lăm ba mươi. Xin nhắc lại với các bạn, Nguyễn Văn Phương là tay vợt có thứ hạng trẻ cao nhất của Việt Nam, anh hạng 202, trong khi Rudolf hạng 886. Tuy nhiên trong trận đấu này chưa thấy có sự chênh lệch rất lớn giữa hai thứ hạng này, khi mà Rudolf đang dẫn với tỷ số 3-2. Ao 4-15 cho Nguyễn Văn Phương. Rồi giờ bóng thứ nhất. Rồi giờ bóng thứ hai. 40-30. Quái, cú trả trái tài chéo sân đúng vào chân của Nguyễn Văn Phương khi anh di chuyển lên. 40 điều. Bóng ngoài. Lại giao cho Nguyễn Văn Phương. Quá hay cho Rudolf. Đợi qua. Rudolf có những cú đánh trái tài sát lưới rất là chính xác và hiểm hóc. Trái tài của Rudolf rất tốt. Ao. Oh.
Lễ quà cho Nguyễn Văn Phương. Lợi quà đối với những trận đơn thì vẫn áp dụng việc tính điểm lệ giao lệ quà chứ không có bàn thắng vàng như các trận đánh đôi. Đây là trận đấu đơn nam đầu tiên trên sân trung tâm của ngày thi đấu hôm nay. Lỗi giao bóng 1. Out. Lỗi giao cho Nguyễn Văn Phương. Ba điều. Theo bạn Hoàng Hiếu thì cho biết là hình ảnh có vẻ mờ quá nên các bạn kỹ thuật xem kiểm tra lại. Theo các chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi thì đề nghị bạn Hoàng Hiếu nâng cái dùng cái độ phân giải lên cao để xem cho chính xác hơn. Và trường hợp này đã từng xảy ra với một vài khán giả đã từng thắc mắc và chúng tôi đã hướng dẫn nâng cái độ phân giải lên thì các bạn sẽ coi rất là rõ. Do chế độ của các bạn điện thoại hoặc laptop của các bạn để chế độ phân giải thấp. Vì chúng tôi đang live với chất lượng rất là cao. Xin cảm ơn bạn Hoàng Hiếu đã góp ý để đặt câu hỏi. Nhờ vậy thì các khán giả khác cũng có thể, nếu mà có thể điều chỉnh theo bạn Hiếu. Ao. Những cú giao bóng của tay vợt Latvia này rất là mạnh.
bóng vẫn còn trong sân. Quá hay. Tôi thấy là những cú bắt lưới của Nguyễn Văn Phương đều rất là chính xác. Anh có thể phán đoán được đối thủ đánh bóng vào hướng nào để di chuyển ra phản đòn lại. Ít nhất là nãy giờ đã có hai cơ hội. Nguyễn Văn Phương di chuyển lên lưới và đón cú trả bóng của đối phương rất là hay. Lỗi vào bóng kép. Cú xì mát chính xác của Nguyễn Văn Phương. Như vậy Nguyễn Văn Phương đã vượt lên dẫn 4-3 và bẻ cú giao bóng của Rudolph. Xin nhắc lại với các bạn, nhà tài trợ của giải quần vợt U18 quốc tế nhóm 4 Hải Đăng Cup 2018 là tập đoàn Hải Đăng thuộc tỉnh Tây Ninh, có trụ sở đặt tại tỉnh Tây Ninh, là một tập đoàn chuyên về xây dựng cơ sở hạ tầng công nghiệp, đã gặt hái được rất nhiều thành công trong suốt 10 năm qua với nhiều công trình, với doanh thu một năm là 1.200 tỷ. Ngoài công nhân thì lực lượng nhân sự của cán bộ của Hải Đăng gần 200 người, có bằng cấp từ cử nhân đến thạc sĩ, tiến sĩ, để đóng góp cho Hải Đăng. Và Nguyễn Văn Phương giành quyền vào bóng ở game thứ 8 của set 1 với tỷ số đang là 4-3 cho Nguyễn Văn Phương. Ao 15 ngoài.
gọi nhà bóng thứ nhất. Ba mươi ngoài. Những nỗ lực của Rudolph rất đáng khen khi anh phải đối đầu với một tay vợt có thứ hạng cao hơn mình gần 600. Anh hạng 886 và Nguyễn Nhật Phương hạng 202, trẻ thế giới. Nhưng rõ ràng là diễn biến trên sân có vẻ như hai tay vợt đồng hạng với nhau. Ao 15-30. Tôi thấy trời đã bắt đầu âm u lại rồi. Âm góc xa chân trời của sân Phú Thọ đã tối lại. Nguyễn Văn Phương đánh bóng ra ngoài 15-40. Nhiều khả năng anh sẽ bị bẻ ra bóng lại. Đuôi ra bóng tốt Nguyễn Văn Phương. Wow, lại một lần nữa Nguyễn Văn Phương lại lên lưới phán đón bóng rất chính xác. 30-40. Vậy là Nguyễn Văn Phương đã bị bẻ ra bóng. Tỷ số bây giờ là 4-4. Đúng như chúng tôi đã dự đoán thì Nguyễn Văn Phương ở game đấu này thi đấu không có tập trung. Và anh đã bị bẻ Rudolph bẻ ra bóng lại để cân bằng 4-4. Mưa, những giọt mưa đầu tiên đã rớt xuống sân. Trận đấu có nguy cơ phải tạm hoãn. Và đúng như vậy, những hạt mưa đã bắt đầu lớn lên rồi. Thank you.
Kính thưa các bạn, do trời mưa nên trận đấu đã được tạm hoãn. Nhưng tuy nhiên chúng tôi vẫn giữ kênh live trực tiếp. Xin khán giả đừng tắt màn hình, vì khi trận đấu chơi bắt đầu thì chúng tôi sẽ tiếp tục trực tiếp. Xin cảm ơn khán giả của kênh HCMC Tennis Media. Tắt giờ. Không, để mình